Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là ngày thứ 3 trong cái quá trình trải nghiệm của mình với con Gunny Origin. Đấy, hôm nay là ngày thứ 3 và đây là cuối ngày thứ 3 rồi. Và mình vẫn nói cái câu chuyện của ngày hôm qua khi mà một số anh em bảo ông nào không nạp mà ngày thứ 2 lên được level 20. Thì thực sự là tôi cũng phải nể ông ấy luôn. Thật sự là ngày hôm nay mình đã không hôm nay là ngày nghỉ các bạn, hôm nay là ngày nghỉ nên là thoải mái trong cái việc đi ải các kiểu, không bị chừa một tí thể lực nào mà đến ngày hôm nay mình mới có thể lên được level 20. Thì không thể nào trong ngày thứ hai mà một ông không nào có thể lên được level 20 cả, mình nghe nó thực sự rất là vô lý luôn đấy. Tuy nhiên thì thôi, cái đấy bỏ qua một bên. Ngày hôm nay là ngày thứ ba của server và có một số những cái hoạt động được mở ra ở trong cả ngày này. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ở phần túi đi. Chúng ta có châu báu. Đây là một trong những tính năng mở ở khoảng level 18 hay 19 gì đó, hình như là 19. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta đơn giản thôi. Chúng ta có một cái danh sách gồm chỗ này là 1 2 3 4 5 6 9. 9 cái ô gọi như ô 9 cái lỗ ngọc ấy, nghĩa là khi mà các bạn ví dụ như có một cái vũ khí gì đó hay là một cái bảo vật gì đó mà các bạn cần khảm ngọc lên đó. Cái tính năng khảm ngọc này nó là tính năng rất là phổ biến trong các dòng game MMO ngày xưa và ở trong Gunny thì cũng có. Thì đơn giản thôi, các bạn tìm cho mình cái dùi đục đấy. Cứ mỗi một cái ô khảm ngọc ấy nó sẽ có tốn một số lượng cái dùi đục nhất định đấy. Thì anh em cứ đủ thì anh em đã đục lỗ và các bạn sẽ lắp những cái chỉ số này lên trên app của các bạn. Và nếu như anh em thắc mắc thì thực sự là cái này thì mình cũng không dám chắc là mình là một người biết nhiều. Tuy nhiên là những cái chỉ số này thì mình theo như mình được biết ấy thì tấn công thì anh em biết rồi, nó là tăng cái sát thương, tăng đam, nó thẳng ra là tăng đam. Đấy, là một trong những cái dùng để tăng đam. Phòng thủ thì là giảm đam, anh em hiểu đơn giản. Nhanh nhẹn thì sẽ quyết định cái việc là trong cái giao đấu đó ai là người bắn trước đó. May mắn là cái tỷ lệ giúp cho các bạn tăng bạo kích crit ấy, ở trong cái tên bắn đấy. Theo như mình ngày xưa mình hiểu là vậy và bây giờ mình vẫn hiểu là như vậy, còn không biết là có thực sự game mà như vậy không, nhưng đây là những cái chia sẻ của mình thôi đấy. Không biết là nó có đúng không nhưng mà đây là những cái mình hiểu từ trước đến giờ đấy, chưa bao giờ muốn tìm hiểu cả bởi vì cũng đã nghỉ game rất là lâu rồi. Ok, tiếp đấy là cái phần khảm đá và các bạn khi khảm vào thì các bạn sẽ nhận được những cái chỉ số như vậy. Ngoài ra thì với việc tăng cấp thì các bạn cũng có thể sử dụng tăng cấp bằng cái việc bỏ những cái đá mà các bạn cấp thấp vào để tăng cấp cho những cái đá mà anh em muốn đập. Đấy. Tiếp theo là cái phần tu luyện, cái này sẽ mở ở level 20. Đấy. Thì khi mà tu luyện thì nó anh em sẽ đặt cái thuốc tu luyện vào. Đấy. Vào đây và các bạn bấm tu luyện. Đấy. Một ngày thì tu luyện tối đa được 25 lần. Đấy, và ví dụ cái này nó cái đá hình như tăng 300 EXP đúng rồi, 300 EXP. Đấy, thì cái này thì các bạn khi mà tu luyện thì các bạn sẽ tăng được rất là nhiều cái chỉ số ở trong này. Nói chung là các bạn muốn tăng chỉ số gì thì các bạn đập cái đấy thôi. Đấy, các bạn tu luyện cái đấy thôi. Như ở đây hiện tại bây giờ là tấn công mình hôm nay mình đập full tấn công nhá là level 6 và tấn công của mình đang là cộng 8. Đấy, đấy cấp tiếp theo là cộng level 7 đi là cộng 10. Đấy, mình sẽ có tính năng ở dưới chưa mà. Đấy là hai cái mà sẽ giúp cho bạn khám phá mới ở trong những cái ngày tiếp theo, ngày thứ ba này của server. Bởi vì như mình thì những ngày thứ hai mình cũng bỏ mất một thời gian, nghĩa là những cái khoảng thời gian mình không online ấy, nên là liver mình có thể bị thọt hơn mọi người một chút. Tuy nhiên thì anh em nếu như cày đẹp thì chắc chắn sẽ vẫn hơn đúng không? Rồi, ok. Không có gì ngoài là cái này sẽ lên level 20 sẽ mở thêm tính năng nông trại. Ai rất thú vị luôn, mình cũng rất rất thích những cái tính năng khác ở trong game giúp cho các bạn có thể chơi game nó thoải mái hơn. Nông trại thì các bạn có thể trồng cây, nói chung là anh em đơn giản là vậy, trồng cây. Đấy, còn cái đất này thì cái này như là phải mua bằng xu thì phải, nhớ không nên mua bằng xu. Ngoài tính năng nông trại ra thì chúng ta khi các bạn khai thác tài nguyên ấy thì các bạn sau đó các bạn mang đi các bạn bán thì các bạn sẽ nhận được XP và xu của nông trại. Đấy. Đó. Chú Ben thì ông là thương nhân rồi. Đó, thì cái này sẽ mua bán vật phẩm ở đây, mua bán rất là nhiều thứ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cây này cũng là cái cây
cái cây như trong nông trại của các bạn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái điểm, cái điểm này không biết là gọi là cái điểm gì nhỉ, điểm này nó gọi là cái điểm mà không rõ nữa cơ, điểm tình cảm hay sao ấy. Điểm với các bạn có thể sử dụng điểm tình cảm của các bạn để hái hoa quả đấy, rung cây, lấy tài nguyên của nhà hàng xóm, hoặc là cũng có thể đi ăn trộm đấy. Và cái việc tăng tăng cái tình cảm này thì bằng việc là các bạn sẽ kiểu như kiểu là bón phân cho bạn bè, kiểu giúp đỡ bạn bè, chung mà giúp đỡ bạn bè thì các bạn sẽ được điểm tình cảm, sau đó các bạn lấy điểm tình cảm đi ăn ăn trộm của bạn bè. nghe nó hợp lý đấy. giúp xong rồi đi trộm. Cứ mỗi lần trộm mày thì mất hai điểm tình cảm này phải, mình nhớ không nhầm là vậy, 2 điểm tình cảm đúng rồi. Mỗi lần ăn trộm các bạn sẽ tốn 2 điểm, còn rung cây các bạn sẽ tốn 10 điểm đấy. giúp để ăn trộm. Cái việc ăn trộm này thì đã giúp các bạn các bạn có thể làm xong rồi nhiệm vụ đấy, anh em thấy không đấy. Đi giúp đỡ bạn bè để quay lại để đi ăn trộm của bạn bè. Thú vị thực sự. Ok, khi mà lên level thì chắc chắn là các bạn sẽ có thêm những cái nhiệm vụ mới để các bạn thực hiện, để các bạn thực hiện. Chắc là chỉ có vậy thôi. Một số những cái nhiệm vụ trong ngày hôm nay thì mình lên level 20 này. Tài nguyên thì mình dùng để mua đá cường hóa thôi. Lực chiến hiện tại đã là 4.000, hơi thấp. Đấy, hôm nay thì mình cũng có sở hữu được một cái đá 5. Đấy, mà anh em biết rồi, với cộng 4 lên cộng 5 ấy, thì cái tỷ lệ đập bằng đá 4 nó vẫn không là 100%. Và mình thì không mà dám liều. Đấy, nói chung là đá thì mình là người cày không nạp. Nên là mỗi cái tài nguyên mà kiếm được nó thực sự là rất là khó. Nên là nếu như mà chỉ vì kiểu may rủi mà là mất đi thì thực sự nó còn khủng khiếp hơn. Thà như là tôi cứ để dư tỷ lệ 110%, tôi cứ dư đi chứ tôi đập nó còn ăn, nó chắc ăn thì tôi còn đỡ tủi, chứ còn đập xịt thì tôi thật là đau đớn lắm. Ok, hôm nay là có vũ khí lên cộng 5, một tài nguyên mới, có một món lên cộng 5 thôi các bạn, mới có một món lên cộng 5 thôi, chứ còn cũng chả có nhiều đâu. Tích tài nguyên cũng lâu lắm, anh em biết là với không nạp mà tích được một viên đá 5 thì nó cũng lâu như nào rồi, đúng không nào? Rồi, ok. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ đang có cái hoạt động dỗ tổ ấy, sao ấy? Đang có cái hoạt động dỗ tổ thì phải, nên là mỗi ngày thì cũng được tặng tài nguyên. Đâu nhỉ? À đây, quà mừng lễ đây này. Đấy, đang trong cái thời gian quà đăng nhập này, mừng lễ dỗ tổ Hùng Vương là cũng được tặng khá là nhiều tài nguyên. Đặc biệt là xu khoán để đi mua. Rồi, ok. Như vậy là ngày thứ 3 của mình thì mình đã tổng kết cho mọi người một số những cái sơ qua như vậy. Đấy, còn đến ngày hôm sau thì mình sẽ sâu lại cho mọi người sau. Ngoài ra thì ở đây cũng có phần tăng, có cái vé boost EXP ấy, thì các bạn cũng có thể mua để đi ải nhá, để kiểu đi hoạt động ấy, thì các bạn sẽ được tăng thêm EXP. Đấy là mình dùng rồi mới lên được level 20 đấy các bạn ạ. Rồi, ok. Video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo nhá. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.